Người dân Trung Quốc đổ xô chiêm bái xác ướp thầy tu 102 tuổi. Xác ướp của một thầy tu người Trung Quốc được cho là đã sống đến năm 102 tuổi, hiện đang rất thu hút sự quan tâm của các tín đồ đạo Phật nước này. Hàng ngày, dòng người nườm nượp đổ về chiêm bái bức tượng xác ướp được đặt bên trong một hầm kín trong suốt để các Phật tử đến hành lễ. Bức tượng xác ướp này đặt trên một đài sen cách điệu. Xác ướp của sư thầy Ngô Vân Thanh khoác một chiếc áo cà sa, trên cổ có đeo một chuỗi hạt. Sư thầy viên tịch năm 1998 ở đền Linh Tuyền, nằm ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam. Giờ đây, sau 17 năm, những đường nét trên khuôn mặt sư thầy cũng như bộ râu dài vẫn có thể nhìn thấy. Các Phật tử sùng đạo ở Trung Quốc những ngày này đổ về đền Linh Tuyền ở An Dương để chiêm bái bức tượng xác ướp của sư thầy Ngô Vân Thanh. Những ghi chép còn lưu lại về cuộc đời của sư thầy Ngô Vân Thanh cho biết, cha mẹ của ông đã qua đời từ năm ông 15 tuổi. Biến cố này khiến cho người thiếu niên tìm tới cửa Phật để xuất gia tại một ngôi đền ở tỉnh Sơn Tây. Khi sư thầy Ngô Vân Thanh viên tịch, người ta đã đặt di hài của ông trong tư thế ngồi tụng kinh vào trong một bình sứ lớn được đóng chặt nắp, gắn lại bằng xi măng. 17 năm sau, di hài của nhà sư được đưa ra khỏi bình sứ ở trong trạng thái đã thành xác ướp và được đặt bên trong một hầm kín trong suốt trong khu vườn tưởng niệm nhà sư Ngô Vân Thanh thuộc khuôn viên của đền Linh Tuyền. Tự ướp xác là một cách để bảo quản di hài sau khi viên tịch, vốn được nhiều nhà sư châu Á thực hiện. Quá trình thực hiện việc tự ướp xác rất khó khăn, đòi hỏi một sự tu luyện nghiêm ngặt gian khổ trong những năm tháng cuối đời để khi viên tịch có thể tự hóa thành xác ướp. Đầu năm nay, người ta cũng đã tìm thấy xác ướp của một vị thiền sư ở Mông Cổ. Các chuyên gia ước tính rằng xác ướp của vị thiền sư đã khoảng 200 năm tuổi. Đối với những bức tượng xác ướp như thế này, một số ngôi chùa sau đó đã từng dùng những lá vàng để bọc xác ướp lại rồi đưa vào làm thành phần lõi của một bức tượng Phật để thờ phụng trong chùa. Vừa qua, di hài của một nhà sư cũng đã được phát hiện nằm bên trong một bức tượng Phật có niên đại từ thế kỷ thứ 11-12. Bức tượng được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng trải qua nhiều biến cố, hiện giờ bức tượng đã lưu lạc tới Viện Bảo tàng Trent của Hà Lan. Sự xuất hiện trở lại của bức tượng đã khiến hàng trăm người dân ở một ngôi làng thuộc tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc cùng ký vào một lá đơn yêu cầu phía Hà Lan trả lại thánh tích này cho họ. Bức tượng được cho là đã bị đánh cắp khỏi ngôi làng nằm ở phía đông tỉnh Phúc Kiến hồi năm 1995. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!